Tết Nguyên đán luôn được coi là cao điểm về tiêu thụ thực phẩm bánh kẹo các loại. Chính vì thế, nó cũng là cao điểm sản xuất và buôn bán các loại thực phẩm bánh kẹo giả, nhập lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phóng viên của Bản tin Tài chính Kinh doanh đã tận mắt mục sở thị, một kho chứa hàng hóa vi phạm và các tang vật là mặt hàng bánh kẹo được thu giữ trong thời gian gần đây của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội. Thực tế ở kho hàng đã phản ánh rõ nét thực trạng làm giả và buôn lậu trong lĩnh vực bánh kẹo hiện nay phức tạp và tinh vi đến mức nào. Kho chứa hàng vi phạm của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội. Những ngày cuối năm không còn chỗ trống, trong đó phần lớn là các mặt hàng phục vụ dịp Tết như rượu, bánh kẹo. 6 tấn me chua, ngó sen đóng gói sẵn này đã quá hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối, chuẩn bị được chủ hàng đưa vào các lò làm mứt Tết thì bị lực lượng chức năng chặn đứng khi tập kết trên phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dưới vỏ bọc là hàng có nhãn mác, ghi địa chỉ sản xuất rõ ràng. Thế nhưng khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng cũng chẳng thể xác định được nguồn gốc ở đâu, bởi lúc đó chủ hàng đã bỏ của chạy lấy người. Còn kho chứa hàng vi phạm của đội quản lý thị trường số 5, toàn bộ hàng hóa tại đây là bánh kẹo các loại. Loại ô mai này được đóng trong từng gói nhỏ, nhãn mác, tên gọi, địa chỉ nhà sản xuất hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thế nhưng đó chỉ là bình phong, còn thực chất là hàng nhập lậu từ Trung Quốc. Chủ hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng nhận chất lượng nào, cũng như nguồn gốc sản phẩm. Chúng tôi cũng chưa tổ chức kiểm nghiệm hay đưa đi giám định về chất lượng. Nhưng mà trên cơ sở về pháp luật thì chúng tôi khuyến cáo là không nên dùng những sản phẩm như này. Còn loại kẹo xuất xứ nước ngoài này thì đã hết hạn sử dụng, nhưng công ty xuất nhập khẩu Phương Hiền ở phố Minh Khai, Hà Nội vẫn không đưa đi tiêu hủy. Hạn sử dụng ghi trên bao bì là ngày 6 tháng 1 năm 2016. Trong khi đó, tới ngày 12 tháng 1, kiểm tra đột xuất thì lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số kẹo đã quá hạn này vẫn xếp chung với các loại bánh kẹo còn hạn khác trong kho hàng của công ty. Lý do chủ hàng đưa ra là sơ suất nên không kiểm soát được lượng hàng hóa quá lớn trong kho. Thế nhưng, theo cơ quan chức năng, đây thực chất là một trong những cách thức trà trộn để tuồn bánh kẹo đã hết hạn sử dụng ra thị trường tiêu thụ. Đối với mặt hàng hết đát thì trong quá trình kinh doanh thì chủ hàng thường để trà trộn lẫn lộn giữa với hàng hết đát và hàng còn hạn sử dụng. Nên để người tiêu dùng khi mua hàng mà sơ suất thì dẫn đến dễ nhầm lẫn trong cái việc mua phải hàng đã quá hạn sử dụng. Chỉ tính trong tháng 1 năm 2016, đội quản lý thị trường số 5 đã phát hiện 10 vụ vận chuyển, kinh doanh bánh kẹo vi phạm. Trong đó có tới 4 vụ kinh doanh bánh kẹo quá hạn sử dụng. Và kho chứa thì đã quá tải, phải tận dụng cả nơi làm việc để chứa hàng vi phạm như thế này. Các kho chứa hàng vi phạm của quản lý thị trường Hà Nội đều đã không còn chỗ trống. Nhưng theo chính các cán bộ trong ngành, đó chỉ là kết quả của một số vụ việc mà lực lượng chức năng đã bắt được. Còn vô vàn những vụ làm giả, buôn lậu hoặc sản xuất hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm mà các lực lượng chức năng vẫn chưa khống chế được. Và người tiêu dùng thì vẫn đang phải gánh chịu hậu quả này hàng ngày. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chương trình chống buôn lậu, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng sẽ phản ánh các góc độ khác nhau của thị trường bánh mứt kẹo giả, bánh mứt kẹo bẩn đang được bày bán trong dịp giáp Tết. Nhiều thủ đoạn sẽ được phản ánh, nhiều địa chỉ đen sẽ bị phanh phui. Mời quý vị cùng đón xem trên VTV1 lúc 21 giờ 50 phút tối ngày hôm nay.